Xin chào các bạn, mình là Sang, chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Vị. Sang đang ở chỗ này là chỗ làm của Sang đấy. Sang đã đi làm được mấy bữa nay rồi. Xin chào các bạn nha. Sang là xong rồi và bây giờ đang thay đồ xong rồi, bây giờ đang đi ra ngoài. Đó. Và đây là cầu thang của Personen nè các bạn. Đó, Sang sẽ bấm cái này và đi lên trên ha. Để Sang lấy cái thẻ, mỗi người có nhân viên có một cái thẻ của mình á. Để bấm cái thẻ để đi lên. À, có người đang đi xuống. Mình đi ké vô đây. Ơi chị Nhân. Xin... em xong rồi nha chị. Bye bye. Đó, bây giờ Sang sẽ đi lên trên. À, chỗ căng tin thì Sang sẽ ra ngoài cái cửa ở chỗ căng tin. Rồi Sang quay phía trước của khách sạn cho các bạn xem nha. Hôm nay ở Bỉ là một cái ngày đặc biệt đó. Sang ra phía trước, Sang quay cho các bạn xem ha. À, Sang đi đường này đi. À, đi đường này là qua cái sảnh của khách sạn. Đây, cái sảnh phía trước của khách sạn cho các bạn xem. Đó. Và là các bạn nhìn thấy không? Đây là cái sảnh của khách sạn đây ạ, à. Rất là đẹp, mới làm lại mới đó. Bonjour. Bye bye ạ. À. Dạ. Đấy là đồng nghiệp làm chung với Sang. Thì Sang vừa mới tan làm, Sang quay phía trước cho các bạn xem ngày hôm nay là có một ngày đặc biệt. À ha. Các bạn nhìn phía trước kìa, các bạn nhìn thấy có rất là đông người không? Rất là đông, hôm nay là ngày không có xe hơi á. Là ngày son vo, ở Bỉ gọi là ngày son vo chưa. Có nghĩa là không có xe hơi, ưu tiên cho xe đạp. Đó, các bạn nhìn xem ha. Rất là đông người ở đây, hôm nay trời cũng rất là đẹp, khoảng 21 độ, 22 độ ạ. À là, đây là cái phần phía trước của khách sạn, Sang quay cho các bạn xem đó mà. Tham quan khách sạn của Sang một chút nè. Đó. Các bạn nhìn thấy ở phía trên không? Cái phần ở trên cùng á, trên cùng kia kìa. Đó, các bạn nhìn thấy trên cùng đó không? Đó là terrace của lầu 7. Còn cái ngôi nhà mà to đùng ở bên phía bên đây á, đó là cái phòng đặc biệt, phòng của tổng thống á các bạn. Cái phòng đó rất là mắc tiền, trong đó nó giống như một cái apartment, như một cái nhà chung cư vậy đó. Nó có bếp trong đó luôn á, rất là rộng lớn luôn. Cái phòng đó nó phòng rất là mắc tiền ở cái khách sạn luôn. Giá chung bình thường á là 1.500 euro một đêm á các bạn. Rồi cũng tùy thôi. Đây là cái phần phía trước của khách sạn. Thì nếu mà vào ngày chủ nhật á, cái chỗ quảng trường này á, quảng trường Etabek này á, thì sẽ có chợ vào buổi sáng hôm chủ nhật. Còn những ngày khác thì là cái chỗ chơi, uống cà phê, nước non như thế này nè các bạn. Và hôm nay là cái ngày son vo chưa, không có xe hơi, thì một ngày đặc biệt một chút. Đó là có rất là đông người, người ta đi xe đạp ra đây nè, ra tập trung ở chỗ này, đi chơi, ăn uống, rồi có gia đình họ dẫn con cái, cùng con cái để đi ra đây chạy xe đạp á các bạn. Đi đâu, đây là cái tiệm fit mà ngon nhất ở Etobicoke luôn, người ta xếp hàng nè, người ta xếp hàng dài luôn các bạn. Đó, đây là những người họ xếp hàng, người ta mua khoai tây chiên á. Sang tính mua khoai tây chiên nhưng mà hơi đông quá rồi. Tại vì thôi Sang đi tàn ra chỗ đi tàn ra chỗ xe lửa cũng được. Tại vì nếu không thì Sang sẽ bị trễ xe lửa. Ngày hôm nay á, là ngày không có xe hơi, thì tất cả như là xe lửa, xe buýt, xe điện ngầm, tất cả mọi loại xe công cộng cũng có phải trả tiền nè các bạn ha.
Bữa nay Sang chia sẻ công việc của Sang một chút nha. Mình đi làm lại á, cho nên là ở trong chỗ làm mấy mấy người mà sếp của Sang á, cũng thấy là Sang cũng mới bệnh lại, cho nên là cũng ưu tiên cho mình làm cái công việc nó không có nặng một chút. Chứ nếu không là bình thường á, thì sẽ làm giường á, cái giường nó cũng khá là nặng, tại vì cái khách sạn là khách sạn châu Âu, khách sạn 5 sao mà các bạn. Cái giường của nó 2m2 nhân 2m4 đó. Và cái nệm của nó cũng đặc biệt hơn so với cái nệm của khách sạn khác. Và trên cái nệm nó còn có thêm một cái miếng nệm nữa. Và cái nệm đó làm bằng lông khá là nặng. Làm bằng cái lông ngỗng không á các bạn. Các bạn nhìn thấy những xe mà họ chạy trên đường như thế này á, là những cái xe đó là người ta đi làm mà phải là công viên chức của nhà nước thì mới có được chạy xe như vậy. Hoặc là người ta phải có cái tờ giấy đặc biệt ở chỗ làm cấp cho là chạy xe tới làm đó thì họ mới được chạy thôi, còn không là sẽ không được chạy đâu. Và cái không xe hơi như thế này ấy, thì nó sẽ cấm cho tới 10 giờ tối, từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ tối á các bạn. Đó, thì Sang chia sẻ tiếp công việc của Sang nè. Hiện tại ấy, nếu mà có khách đông á, đang là mùa dịch Covid á, thì nếu mà có khách đông thì đồng nghiệp của Sang và cũng Sang làm 3 ngày trong một tuần, họp châu Âu thì có thể là 4 ngày, 5 ngày. Còn nếu mà bình thường không có khách thì có thể mỗi người có 1 ngày hoặc là 2 ngày thôi. Và lương cũng như vậy mà đi xuống chứ không phải đi lên. Người ta mình làm ngày nào thì người ta tính tiền theo ngày ngày đó và trả lương. Ví dụ như là mình làm khoảng được 20 ngày trong một tháng hoặc là 15 ngày trong một tháng, cùng lắm thì được hưởng thêm lương trợ cấp hay gì nữa thêm ấy, thì may ra mới được 1.000, 2.300 thôi à. Đó là hưởng thêm lương trợ cấp rồi đó. Cho nên là hiện tại bây giờ mùa dịch, cho nên là cả Trang thấy là cả thế giới đều đều như vậy. Cho nên các bạn ở bên Việt Nam đừng có nản lòng ha. Cố gắng chúng ta giữ an toàn cho bản thân và cho gia đình, sau đó rồi chờ chờ nhà nước á, họ quyết định rồi tụi mình đi làm lại. Và làm rồi chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua hết năm nay coi như thế nào. Hy vọng năm sau sẽ tốt hơn ha các bạn. Kéo dài cái dịch này cũng 2 năm rồi đó. Sang vừa đi vừa nói cho nên là khá nó bị mệt. Các bạn nghe thấy tiếng thở nhiều. Đó, thì Sang có nói cái lương tháng của Sang rồi, được 1.300 một tháng hiện tại bây giờ. Còn cái lúc mà Sang nghỉ bệnh á, lúc bị bệnh á, thì nếu mà mình nằm trong cái diện mà mình bị bệnh thì mình sẽ lãnh tiền trợ cấp của bệnh, nhưng mà không bao nhiêu đâu các bạn ơi, rất là thấp. Tại vì nhà Sang á, còn có người đi làm chính nữa, cho nên là Sang này chỉ là phụ thôi ạ. Đó, ở đây thì họ nhà nước ở đây á, Sang thấy là họ không có để cho những người mà có giấy tờ giống như công dân của nhà nước á, họ không để cho mình bị đói, nhưng mà họ cũng không có làm cho mình là giàu có quá, có nghĩa là sống đều 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 vậy đó các bạn. Đó, hoặc là có mấy người làm chủ thì họ giàu hơn nhiều. Mùa hè như vậy á, Sang thấy là cái nghề nail á, nó rất là phát triển á, tại trời nóng người ta đi ra làm nail nhiều á các bạn. Và bình thường á, thì bây giờ là tháng cuối tháng 9. Bây giờ thì sẽ vô mùa thu á, nó thời tiết nó lạnh. Nhưng mà năm nay thì tự dưng cái trời ấm nó kéo dài cho tới hôm nay rồi. Tới cuối tháng 9 rồi vẫn đang còn ấm. Chứ bình thường là bây giờ cũng đã là gió heo mây rồi đó các bạn.
Sang đang đi ra đây là chỗ xe điện ngầm. Từ chỗ làng của Sang đi ra xe điện ngầm này cũng có một cây số, hơn một cây số. Đó. Nếu mà có thời gian thì đứng chờ xe buýt cũng được. Chờ xe buýt đi 2 trạm thì sẽ đi tới chỗ xe điện ngầm. Nhưng mà Sang thì Sang muốn đi bộ. Cho nên là thường Sang không có bao giờ chờ xe buýt cả. Sang quay phía trước cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy đó, cái ngày không xe hơi thì tha hồ mà chạy xe đạp luôn ạ. Ở đây là ưu tiên cho xe đạp, xe điện nè. Những cái xe thu tiền nét điện đó. Đó, người ta đi những cái xe đó. Các bạn nhìn thấy không? Người ta đi thoải mái trên đường luôn. Tại ngày không có xe hơi mà. Đó là cái tại vì ở đây bị ô nhiễm môi trường khá là nặng đó. Cho nên là người ta mới tổ chức ra cái ngày không có xe hơi như thế này để chạy xe đạp, để giảm bớt cái sự ô nhiễm môi trường đó các bạn. Và bên phía bên kia kìa, các bạn cũng nhìn thấy là chỗ đó cũng có xe lửa. Thì đó là cái trạm xe lửa Suman. Nhưng mà Sang sẽ không đi xuống đó. Tại vì khi mà Sang vô đó rồi, Sang còn phải đổi một chiếc xe lửa nữa tới ga Song Than thì mới được. Cho nên là thôi, Sang đi thẳng xe điện ngầm này tới ga Song Than luôn. Sau đó Sang lấy xe lửa. Như vậy cũng tiện thôi. Cái ngày mà không có xe hơi á, thì tất cả những cái cửa này đều không cần phải bỏ cái thẻ vô đây để tính tiền nè các bạn. Đó, đi qua cửa miễn phí luôn, không có cái cửa này nó không có mở đóng lại á. Đó, để cho người ta đi thoải mái. Cái nơi chỗ San đang đứng ở đây á, là cái nơi mà các bạn có nghe cái lúc mà làm khủng bố ở Bỉ không? Cái chỗ này là cái chỗ nổ bom á. Nổ chỗ xe điện ngầm này này. Đó. Thì Sang có xuống cái chỗ xe điện ngầm này, mới xuống được 30 phút đi tới chỗ làm thì ở đây bị nổ đó. Đó. Cái nơi đây là cũng là một cái dấu ấn luôn. Cái metro ở đây gọi là Manbet. Và nơi đây cũng là một cái dấu ấn là nổ bom ở tại đây, khủng bố ở đây luôn á. Cái ngày hôm đó là họ làm nổ bom hai chỗ. Một chỗ ở phi trường và một chỗ ở chỗ này. Chỗ này là ngay chỗ châu Âu đó. Và bây giờ thì Sang đang có mặt ở chỗ mà nơi quen thuộc, ga Song Than. Ngày hôm nay á, đó, Sang quay phía trước cho các bạn xem á, ở phía sau cũng rất là, nó hơi bị ồn đúng không ạ? Ở phía sau của Sang cũng đông người mà phía trước cũng đông người lắm, rất là nhộn nhịp ạ. Sang thích những cái ngày như thế này nè, mình chạy xe đạp á. Mình chạy xe đạp rồi mình đi ăn kem như vậy là rất là vui luôn đó ha. Sang không có đi ở trong nhà ga nữa mà Sang đi ra ngoài. Sang quay cho các bạn xem ha. Cái chỗ này là chỗ quen thuộc này. Sang quay vô gia cư thì cũng ở đây luôn. Và đó, không có xe hơi thì những chiếc xe taxi cũng được ưu tiên. Xe công cộng thì đi miễn phí. Cửa nhà ga Song Than này hôm nay không biết là gì mà rất là đông người tụ tập ở đây luôn ạ. Đông người tụ tập ở đây còn hơn cả ngày thường nữa. Đó. Cái chỗ này quá quen thuộc rồi đúng không các bạn ha?
không có xe hơi á các bạn. Thường thường thì người ta để cho nó rơi vô ngày chủ nhật. Như vậy á, thì để tránh cái tình trạng mà người khác đi làm không có được á. Đó. Và nếu mà người nào đi làm thì ưu tiên cho những người mà đi xe công cộng này, không phải trả tiền. Đó các bạn ha. Vậy là Giang đã chia sẻ cho với các bạn đó là nếu mà cái ngày không có xe hơi thì chúng ta ở, thì những người ở Mỹ người ta đi làm bằng cách nào, thì Giang cũng đã chia sẻ rồi đó. Người ta có thể đi bằng xe công cộng miễn phí, hoặc là nếu mà xin được cái giấy mà ở trong chỗ làm họ cấp á, thì họ có thể lấy xe của họ, họ chạy nếu mà bắt buộc phải chạy xe nha. Còn nếu không thì sẽ được đi xe đạp rồi chỗ làm trả lại tiền cho mình cũng được nữa. Vậy đó các bạn. Và Giang cũng đã chia sẻ với các bạn về cái lương của Giang hiện tại ở Mỹ là bao nhiêu rồi đó các bạn ha. Và cái mùa dịch như vậy thì lương như thế cũng là khá lắm rồi. Vậy là video của Giang tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau tiếp theo của Giang nha. Cảm ơn các bạn đã luôn xem và theo dõi Giang Thị Nở cuộc sống Mỹ. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại. Yeah.